mang thương hiệu Hofler, chúng ta sẽ có hai chức năng để chúng ta có thể mở cửa. Một là chúng ta sẽ dùng bền thể từ, hai là chúng ta sẽ dùng cái mật khẩu các anh chị nhé. Bếp cũng là thương hiệu Hofler các anh chị nhé. Bếp này chúng ta sẽ có nấu được 3 bếp, cùng với đó là chúng ta có lò nướng cũng thương hiệu Hofler luôn. Bếp ướp thì chúng ta có hệ tủ bếp ướp phía bên dưới này luôn, để cho các anh chị chúng ta thuận tiện trong cái việc mà chúng ta chế biến những món ăn cho gia đình cũng như người thân của mình. Anh chị thân mến, và bây giờ tôi đang có mặt ở tại sảnh một căn nhà để chuẩn bị quay thực tế đến cho tất cả các anh chị. Và căn này nằm ở vị trí góc hai phòng ngủ có diện tích là 72 m², thiết kế rất là đặc biệt. Và trước khi vào bên trong, tôi xin giới thiệu tất cả các anh chị chúng ta mặt ngồi như thế nào các anh chị nhé. Chúng ta sẽ bàn giao mặt ngồi sảnh của hành lang như thế này là rộng 1m8, cùng với đó là cái hệ đèn như thế này rất là sang trọng đến cho tất cả các anh chị cư dân ở tại dự án này. Và phía bên hai bên cái hành lang như thế này, các anh chị chúng ta được lắp gỗ, được trang bị những họa tiết rất là sang trọng, giống như khu resort 5 sao. Khi mà các anh chị mình sinh sống ở đây là chúng ta đang nghỉ dưỡng ở đây các anh chị nhé. Và xin mời tất cả chúng ta vào bên trong để chúng ta cùng xem thiết kế cũng như là về layout cũng như là chủ đầu tư bàn giao như thế nào. Và cái này sẽ là căn, chúng ta có cái chuông phía bên ngoài này để khi mà cư dân hoặc là những anh chị chúng ta đến thăm nhà thì chúng ta nhấn chuông và chủ nhà sẽ ra mở cửa cho tất cả các anh chị. Và căn này sẽ có thiết kế như sau. Chúng ta sẽ cửa là cửa hai cánh, đồng thời sẽ chỉ rộng là 1m35, cao là 2m4. Chúng ta sẽ có mắt thần, cũng là thương hiệu Hofler. Ngay cả những cái vị trí ví dụ như là đây, ốc vít đây cũng là của thương hiệu Hofler của Đức luôn hả các anh chị. Và đây chính là cái hệ cửa mặt ngoài để bàn giao cho quý anh chị cư dân, được thiết kế những họa tiết và có một cái miếng bằng nhôm như thế này rất là đẹp thưa các anh chị. Và cửa chúng ta sẽ bàn giao là cửa chống cháy 2 lớp, cùng với đó là đây là cửa mang thương hiệu Hofler. Chúng ta sẽ có hai chức năng để chúng ta có thể mở cửa. Một là chúng ta sẽ dùng bền thể từ, hai là chúng ta sẽ dùng cái mật khẩu các anh chị nhé. Rất là đẹp. Và vào phía bên trong nhà thì giới thiệu với tất cả các anh chị, đây là căn 72 m², thiết kế vuông vức, vị trí góc rất là đẹp và thông thoáng. Đồng thời chủ tư sẽ bàn giao tất cả những gì các anh chị chúng ta đang thấy đây là căn được bàn giao thực tế, được chủ tư Matrix Home gửi đến cho cư dân của mình. Và căn này đang giới thiệu cho các anh chị nào, các anh chị ở điểm nào đầu tiên ạ? Đang giới thiệu bếp các chị nhé, khu vực bếp trước nè. Bếp để chủ đầu tư sẽ bàn giao như sau. Chúng ta sẽ có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đây chính là khu vực chúng ta sẽ để máy lạnh bên này, để tủ lạnh. Bên này trên này thì có một hệ tủ sẵn cho các anh chị chúng ta luôn. Bên ngoài ra nữa thì chúng ta có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, máy hút mùi Hofler. Cùng với đó bếp là bếp cũng là thương hiệu Hofler các anh chị nhé. Bếp này chúng ta sẽ có nấu được 3 bếp, cùng với đó là chúng ta có lò nướng cũng thương hiệu Hofler luôn. Và đặc biệt là chúng ta có cái hệ tủ, ổ tủ bếp như này thì rất là tiện nghi cho tất cả các anh chị chúng ta có thể để dụng những cái vật dụng của mình ở đây, rất là sang trọng. Và những cái loại gỗ này là gỗ của An Cường hết nha các anh chị, rất là chắc chắn và chất lượng. Cùng với đó chúng ta sẽ ngăn ra 2 khu vực, một là khu vực bếp
khô hay là khu vực bếp ướt phía bên này. Bếp ướt thì chúng ta có hệ tủ bếp ướt phía bên dưới này luôn, để cho các anh chị chúng ta thuận tiện trong cái việc mà chúng ta chế biến những món ăn cho gia đình cũng như người thân của mình. Và sau lưng Tấn đây đó chính là lô gia, một cái căn hộ cao cấp không thể nào không có lô gia, đúng không các chị? Và lô gia của chúng ta được thiết kế rất là thông thoáng và rộng rãi để phục vụ cho những anh chị chúng ta sử dụng trong trường hợp ví dụ như là chúng ta giặt đồ này, chúng ta phơi đồ, chúng ta để những cái vật dụng sinh hoạt mà lau sàn ví dụ như thế này. Ngoài ra nữa thì ở đây á, thì các anh chị chúng ta quan sát này, chúng ta có hai cục nóng ở đây, thì chúng ta sẽ có ba hệ thống máy lạnh và hai cục nóng. Một cục nóng ở trên thì chúng ta sẽ dùng cho một phòng ngủ nhỏ và phòng khách, còn phòng master thì chúng ta sẽ dùng cho một cái phòng lớn nha các anh chị. Rồi xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng khám phá tiếp theo không gian, đó chính là phòng khách. Phòng khách được thiết kế rất là rộng rãi và vuông vức, không gian được bố trí rất là hợp lý. Và cái điểm đặc biệt Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là hệ thống intercom. Hệ thống intercom này á, thì chỉ có những cái căn hộ cao cấp mới có hệ thống intercom thôi. Mà hệ thống intercom này là rất là cao cấp các anh chị nhé. Khi mà các anh chị có người thân, bạn bè hay là những thành viên của gia đình mình quên mang thẻ, nhưng mà chúng ta đang có mặt ở, có thành viên ở trong nhà, thì chúng ta chỉ cần nhấn số nhà cùng với là số tầng, sau đó nhấn nút chuông thì sẽ hiện lên đây reng reng reng, các anh chị chúng ta nhấn mở khóa là sẽ đồng bộ với lại thang máy và chúng ta vào bên trên nhà thôi. Rất là tiện lợi và cao cấp. Và phía bên trần nhà thì chia sẻ với tất cả các anh chị, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà có hệ thống đèn ở điện đầy đủ hết cho tất cả các anh chị. Trần sẽ là cao 3m2, cùng với đó là chúng ta đã có trần thạch cao rồi các anh chị nha. Và phía bên này thì chủ nhà rất là chỉnh chu, sợ nắng vào, chính vì như vậy có làm rèm sẵn cho tất cả các anh chị luôn. Thì hướng căn nhà này á, thì là hướng đông bắc, hướng về khu công, về đường vành đai 3, cũng như là phía bên này đó chính là khu dự án căn hộ Glory 2. Và đây chính là khu vực ban công của căn nhà, có chiều rộng trung bình khoảng chừng 7m2, và ngang trung bình khoảng chừng 1m5, và dài trung bình khoảng chừng 3m5 đến 4m. Với không gian này á, thì đủ để các anh chị chúng ta bố trí một bàn nhỏ cũng như là hai cái ghế để chúng ta có thể ngồi, chúng ta thư giãn, làm một cái cốc cà phê, là một cốc trà dành cho 2-3 thành viên. Ngoài ra nữa thì cái hệ thống ban công này chính là hệ thống mà thể hiện được cái sự sang trọng hơn cho cái căn nhà của chúng ta rất nhiều. Và đây chính là kính lưu y hai lớp nha các anh chị. Và đây chính là cái hệ thống kính, chính vì như vậy làm cho căn nhà của chúng ta rất là sang trọng. Và cửa này cũng là cửa hai lớp kéo qua kéo lại rất là chắc chắn và dày nha các anh chị, rất là dày. Và các anh chị chúng ta xem cái cách mà chủ tư bàn giao cái nền này các anh chị. Cái nền này là nền gạch nha các anh chị, nhưng mà nhìn thấy rất là sang trọng mà chủ tư bàn giao thiết kế cho mình. Tấn rất là thích cái nền này, tại vì hiện nay Tấn cũng là cư dân của Madrid Central Point. Và ngoài ra nữa, cái ổ cắm điện thôi là các anh chị chúng ta cũng đã thấy khác rồi này. Cái ổ cắm điện này là ổ cắm điện 3 cháu chống giặt nha các anh chị. Chống giặt tại vì một cháu một dây sẽ nằm ở dưới đất, nếu như vậy nó sẽ có những cái yếu tố liên quan đến chống giặt, cho rất là an toàn cho những người thân cũng như là cư dân của mình khi sử dụng ở đây. Tấn có một cái này Tấn muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị này. Cái này các anh chị, đây là cái lò nướng. Tuy nhiên cái phần phía bên dưới này chủ tư rất là tinh tế trong việc mà bố trí một cái khoảng không gian nho nhỏ để giúp cho cái hơi ở trong cái lò vi sóng của mình á, lò nướng này của mình là thoát ra, giúp cho cái việc vệ sinh cũng như là việc an toàn trong việc sử dụng, cùng với đó là cái sự bền bỉ và rất là thẩm mỹ. Rồi chúng ta vào khu vực phía bên trong nha. Đây chính là cái hành lang phía bên trong nhà của mình để chúng ta đến với những căn một cái
cái phòng ngủ đầu tiên và phòng ngủ master, thì các anh chị muốn khám phá căn cái một phòng ngủ hay là phòng ngủ master trước ạ? Thì theo Tấn thì chúng ta vào một phòng ngủ đẹp trước nha. Phòng master rất là đẹp, Tấn sẽ cho các anh chị mình khám phá sau. Thì cái phòng ngủ này á, thì được bố trí rất là tinh tế. Khi chủ đầu tư tất cả cái hệ cửa này á, thì cực kính lưu ý hết. Đó, chúng ta sẽ có cửa sổ phía bên này, chúng ta có hai phòng cửa sổ và một hai cửa sổ bên này, thưa các anh chị. Đó, rất là thông thoáng, giúp cho cái việc lưu thông gió rất là tiện lợi. Và trần của chúng ta cũng cao trần trung bình khoảng chừng hơn 3 mét. Và ra nữa thì cái nền các anh chị nhé, cái nền này là nền gỗ này. Gỗ, cái này là cũng của An Cường luôn. Cửa ra vào thì chúng ta sẽ có cái hệ thống dừng cửa. Trường hợp ví dụ như có hệ thống khít cửa này các anh chị. Đó, ta hít lại, cửa ra vào và chúng ta đóng. Rất là chắc chắn và nghe rất là chất lượng các anh chị. Cửa này là cửa chống cháy hai lớp. Rồi, phía bên này đó chính là nhà vệ sinh sử dụng chung. Đây nhà vệ sinh chung các anh chị nha, rất là rộng rãi. Rồi chúng ta sẽ vào cái phòng master các anh chị nha. Phòng master thì chúng ta cũng có cái hệ cửa chống cháy như thế này. Và phòng master này là phòng rất là đẹp dành cho hai vợ chồng. Thì căn này thì được chủ nhà rất là kỹ, khi mà nhận bàn giao xong thì có làm cái bộ rèm này. Và căn này là hướng đông bắc và cũng là cái vị trí góc chính như vậy. Mà các anh chị ta xem đó, thì chúng ta sẽ có một cái vị trí ở đây, chúng ta sẽ nhìn được hai góc view và rất là yên tĩnh. Tại vị trí góc thì thường sẽ là những căn có thanh khoản và biên độ lợi nhuận rất là tốt, và đồng thời những anh chị nhà đầu tư hay là những khách hàng mà khó tính thì sẽ quyết tâm là phải mua những ở vị trí góc để đầu tư hoặc là mua để ở. Thì bản thân Tấn thì Tấn cũng quan trọng ở vị trí góc, tuy nhiên thì cái view cũng là cái mà các anh chị chúng ta có thể cân nhắc. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phía bên trong căn master như thế nào nhé. Căn master này thì nhà vệ sinh thì chúng ta có hệ thống nóng máy nóng lạnh các anh chị nhé. Cùng với đó là cái bồn này là restaurant này là của thương hiệu Color của Mỹ. Mỹ cũng nhờ thương hiệu Color là một cái đơn vị mà tiên phong trong việc đi đầu trong lĩnh vực công nghệ về những cái vật dụng trong nhà để phục vụ cho người dân cũng như là cho những dự án bất động sản cao cấp như thế này. Và xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng ra bên này để chúng ta cùng xem một lần nữa. Ok, xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng chiêm ngưỡng một vẻ đẹp rất là đặc biệt của căn hai phòng ngủ, vị trí góc, diện tích là 72 m², hiện nay đang có bán rất là tốt. Các anh chị liên hệ đến số hotline của Tấn để tìm hiểu một cách cụ thể và chi tiết cái căn nhà này nhé. Và chúng ta cùng xem lại một xíu nữa rồi sau đó thì chúng ta cùng xem căn khác.